Hôm nay chúng ta sẽ tham quan rừng U Minh Thượng. Đây là rừng tràm nguyên sinh. Nhưng mà cách nay khoảng 20 năm thì có một cái trận cháy dữ dội làm cháy 3.000 hecta rừng. Bây giờ chúng ta sẽ tham quan để xem coi nó phục hồi như thế nào. Được, đảo đường này đẹp ha, mát ghê. Con đường này là con đường dẫn vào rừng. Hiện tại thì còn khoảng 8 km nữa là vào rừng, theo như bản chỉ dẫn. Đây là con đường đi vào trong rừng. Mình tạm thời gọi đây là con đường 8 km. Con đường này được trồng cây rất là mát. Đường cũng khá là rộng, xe hơi có thể chạy vào rừng được. Chúng tôi đã đi được một khoảng khá xa ha. Nói này đi kìa. Cái gì 8 cây nữa hả? Nó cho chạy xe vô chắc dài. Cái đường này chạy được không? Được. Sau khi đi khá xa thì vẫn còn 8 km. Ở đây là cái dòng kênh này á, là nước chảy trong rừng ra nè. Nó có cái màu đen là màu của lá cây. Đoạn đường này khá là hẹp, vừa cho một chiếc xe 4 chỗ hoặc 7 chỗ chạy ha. Thì hai bên trồng chuối rất là nhiều, khu vực này người ta trồng chuối rất là nhiều. Cảnh rất là thanh bình. Mình đã đi khá sâu vào ở bên trong ha, chắc là cũng sắp đến rồi. Thỉnh thoảng cũng thấy dân địa phương ở đây. Ủa anh, hồ Hai Mai đi thẳng nữa không? Hồ Hai Mai hả? Dạ. Hồ Hai Mai đi tới trên đó có cái bảng hướng dẫn vô bên nhà. Cũng không. 8 cây nữa hả anh? Em sao em đi hoài em thấy bảng này cũng 8 cây hết. Em đi nãy giờ là 2-3 cái 8 cây rồi đó. Ơi trời ơi. Lại hồ luôn á. Nghe 4 cây mừng quá, em giờ ngoài 4 cây nữa. Làm game tôi rồi. Nãy giờ đi tới gặp giá luôn rồi đó. Nãy giờ lụm mới ngồi quán cà phê ngoài rồi. Okay. Lâu lâu trải nghiệm đi mà. Mình gọi là con đường 8 km vì cứ đi một đoạn là có một cái bảng là còn 8 km là đến rừng. Hỏi người dân thì họ cũng chỉ nói là còn 8 km nữa đến thôi và không biết là bao giờ mới đến. Cuối cùng thì mình cũng đã được đến cái khu quản lý của rừng U Minh Thượng. Đây là chú khỉ ở rừng U Minh. Sau khi chú khỉ thấy mình, chú khỉ đã bỏ đi. Kìa, một chú khỉ dưới gốc cây. Thật ra đây là những con khỉ do ban quản lý rừng nuôi ha. Ở đây chưa có một cái con vật nào của rừng mà mình thấy hết. Bạn ơi, bạn. Sao mình vô đây mình thăm bạn mà bạn chạy đâu vậy? Khu này là khu quản lý cho nên cây cối được trồng khá là tốt. Quang cảnh của rừng nhìn trên đài quan sát, đây là một góc nhỏ của rừng U Minh và nó nằm trong cái khu quản lý cho nên là mình thấy cây cối cũng khá là nhiều. Một lát nữa mình sẽ thuê xuồng, xuồng máy hoặc là ghe máy ha, tùy theo cách gọi, thì mình sẽ đi sâu vào ở trong rừng để tham quan. Đây là khách du lịch, đặc điểm khách du lịch ở đây là rất là dễ thương. Đây là em gái miền Tây. Em là dân địa phương hay là dân tỉnh khác tới vậy em? Em dân Cà Mau. Dân Cà Mau à, dân địa phương gần đây ở U Minh Hạ lên du lịch từ U Minh Thượng. Tạm biệt em, có duyên sẽ gặp lại. Đây là những con kênh được đào sau khi rừng cháy và bây giờ mình sẽ lên cái chiếc xuồng máy này để mình đi sâu vào trong rừng. Cái người lái xuồng thì nói cho mình biết là mình đi khoảng mất khoảng gần 1 tiếng để đi, đi về thì mất khoảng 1 tiếng rưỡi. Đường thì khá xa ha, đây là những con kênh dẫn đi vào trong rừng. Lục bình bèo mọc rất là nhiều và hai bên bờ thì mình thấy có những người câu cá ha. Ghe của mình, xuồng của mình chạy vượt qua rất là nhiều bèo. Chào mừng các bạn về đến quê của mình. Hiện tại là mình đã ra khỏi con kênh rồi. Mình tới một cái vùng rộng lớn.
vùng này trước đây á là đã địa phận sâu vào trong rừng rồi ha, nhưng mà hiện tại bây giờ là nó hoang tàn như vậy, chỉ có cỏ và bèo thôi, tràm thì vẫn chưa trồng lại được, chỉ thấy lưa thưa vài cây thôi. Đó, chúng ta thấy bèo không? Đó. Mình tiếp tục lên đường. Ở đây là nước cũng không có sâu ha, những cái thảm cỏ này mọc ở trên mặt nước. Ở đây là rừng ngập nước cho nên là nước cũng cạn thôi. Chúng ta tiếp tục băng qua cái khu cỏ và bèo rất là nhiều. Trước đây là cánh rừng nguyên sinh rất là lớn ha, bây giờ rất là hoang tàn, còn lại vài cây thôi. Đây, đây là điểm dừng chân ha. Cũng là điểm cuối cùng của trong hành trình này trước khi mình quay về. Cái xuồng du lịch này họ sẽ thả mình xuống cái chòi này để mình tham quan. Như vậy là sau khoảng 45 phút thì mình đã đi đến được cái điểm dừng, cũng gọi là cái rừng U Minh. Thì các bạn thấy là không có cái gì hết. Thì bây giờ mình lên ghe để trở về. Và mình sẽ đi theo đường cũ để trở về. Như vậy là sau 20 năm rừng bị cháy thì nó vẫn hoang tàn. Gần như là mình đi thăm rừng nhưng mà giống như là đi thăm một cái đầm lầy thôi. Chúng tôi đã phí